Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Một khách hàng xài thẻ của Eximbank phát sinh dư nợ 8,5 triệu đồng nhưng không thanh toán. 11 năm sau, dư nợ thẻ tín dụng được ngân hàng thông báo lên gấp cả ngàn lần. Vì sao? Theo Eximbank, về phương thức tính lãi, phí là hoàn toàn phù hợp với thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng. Theo hồ sơ mở thẻ ngày 15 tháng 3 2013 có đầy đủ chữ ký khách hàng. Quy định về phí, lãi được quy định rõ trong biểu phí phát hành, sử dụng thẻ đã được đăng tải công khai trên website của Eximbank. Thông tin dư nợ thẻ tín dụng từ 8,5 triệu đồng lên tới 8,8 tỷ đồng sau 11 năm thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là những người đang sử dụng thẻ tín dụng. Vậy, mức lãi suất mà Eximbank áp dụng với khách hàng BHA là bao nhiêu và công thức tính thế nào để ra con số 8,8 tỷ đồng? Tìm hiểu của báo Người Lao Động, lãi suất thẻ tín dụng Eximbank công bố là 33% trên năm. Do thẻ tín dụng thường sao kê hàng tháng, nên tiền lãi sẽ được tính hàng tháng theo công thức tiền lãi hàng tháng bằng dư nợ thẻ nhân 33% chia 365 ngày nhân số ngày phát sinh giao dịch. Đồng thời, mỗi tháng không chỉ tiền lãi mà khách hàng còn sẽ chịu thêm khoản phí phạt chậm trả, phí SMS banking. Các khoản lãi và phí này sẽ trở thành số dư cuối kỳ, đến tháng tiếp theo sẽ tiếp tục được tính theo công thức cũ. Hàng năm sẽ có thêm phí thường niên cũng cộng dồn vào dư nợ rồi tiếp tục tính lãi. Một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính chia sẻ với phóng viên báo Người Lao Động cách tính gốc, lãi và lãi suất phạt hàng tháng của khoản dư nợ 8,5 triệu đồng thẻ tín dụng. Sau khoảng 11 năm, dư nợ gốc và lãi lên hơn 8,8 tỷ đồng. Theo đó, lãi suất là cố định 33% trên năm, nhưng sẽ cộng thêm các khoản phí phạt, phí thường niên vào dư nợ gốc và lãi hàng tháng, thẻ tín dụng sao kê hàng tháng. Từ đó, dư nợ tiếp tục tăng lên hàng năm. Lãi suất thẻ tín dụng được sao kê và tính lãi hàng tháng. Nếu khách hàng thanh toán đúng hạn trong thời gian miễn lãi 45 đến 55 ngày, sẽ không phát sinh phí, lãi. Nhưng sau thời gian này, ngoài lãi suất thẻ tín dụng, sẽ thêm các khoản phí, lãi phạt khác, cộng dồn theo năm sẽ lên con số rất lớn. Trường hợp này gọi là lãi kép. Lãi kép áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc đầu tư chứng khoán, nếu thuận lợi sẽ mang lại khoản lợi nhuận lớn. Nhưng áp dụng với một khoản vay tiêu dùng như nợ thẻ tín dụng thì rất rủi ro nếu không thanh toán đúng hạn. Một chuyên gia tài chính phân tích liên quan đến vụ việc giữa Eximbank và khách hàng BHA. Thông tin mới nhất từ khách hàng này khi trả lời báo Người Lao Động là ông khẳng định bản thân là người bị hại khi không tiêu 8,5 triệu đồng trong thẻ tín dụng. Phía Eximbank cho biết đang tiếp tục làm việc phối hợp với khách hàng để có phương án hỗ trợ khách hàng xử lý nợ. Tính đến thời điểm hiện tại, Eximbank chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ khách hàng. Chúng ta cùng trở lại câu chuyện bất đắc dĩ của vị chủ nhân thẻ tín dụng nêu ở trên. Cụ thể, chiều 14 tháng 3, ông Phạm H.A., trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là vị khách hàng trong thông báo nhắc trả nợ của Eximbank, khẳng định mình chính là bị hại trong vụ việc này. Theo ông Phạm H.A., vào khoảng tháng 3 2013, ông này có nhờ nhân viên tên Giang làm việc tại chi nhánh Eximbank ở Quảng Ninh làm cho một thẻ tín dụng, nhưng thực tế sau đó không nhận được thẻ tín dụng này. Ngày xưa, làm thẻ kiểu như thế thì khách hàng hay ký trước, nhân viên tên Giang đưa cho tôi hồ sơ mở thẻ để ký và khoảng 1-2 tuần sau thì gọi tôi ra trụ sở chi nhánh, nhưng lại không vào trong mà yêu cầu tôi đứng ở ngoài cửa để Giang ra và đưa cho tôi hồ sơ nhận thẻ để ký. Khi tôi ký xong, Giang có đưa cho thẻ ngân hàng thường, đồng thời nói thêm vì lương của tôi được khoảng 5 triệu đồng đang thấp quá nên phải xin thêm ý kiến sếp, khả năng là được và hẹn sẽ liên lạc lại. Nhưng sau đó, người này cũng không liên lạc lại nữa, tôi nghĩ chắc không làm được nên cũng thôi. Ông A thuật lại, ông A cho biết thêm, bẵn đi sau hơn 4 năm đến năm 2017 do có nhu cầu vay vốn khi đến ngân hàng, ông A mới tá hỏa khi được thông báo bản thân đang có nợ xấu trên Eximbank. Ngay sau đó, ông A đã chủ động đến chi nhánh Eximbank Quảng Ninh để xác minh và ban giám đốc chi nhánh ngân hàng thông báo trách nhiệm là của ông Phạm H.A. vì đã ký nhận thẻ. Thắc mắc, tôi có hỏi tại sao khi phát sinh lãi và nợ lãi lại không thông báo cho tôi ngay. Trong hồ sơ mở thẻ, tại sao lại có thêm một số điện thoại không phải của tôi, được ghi bên cạnh số điện thoại của tôi? Phía ngân hàng có trả lời, có liên lạc theo số điện thoại không phải của tôi và không liên lạc được. Tôi hỏi lại, tại sao không liên lạc bằng số điện thoại còn lại mà tôi vẫn đang dùng thì ngân hàng không trả lời được, ông A cho hay. Cũng theo ông A, ngân hàng không gửi bất cứ thông báo về địa chỉ của ông.
Chỉ đến 4 năm sau, khi ông có nhu cầu vay vốn thì mới phát hiện ra món nợ xấu này. Ngân hàng không có bất kỳ thông báo nào, như thế khác gì bao che cho nhân viên cũ, nhân viên tên Giang, ép khách hàng vào thế khó, chịu thiệt. Ông HA bức xúc. Ông Phạm HA thông tin thêm, khi đó ông đã đưa ra phương án xử lý chấp thuận khắc phục hậu quả bằng việc trả lại tiền gốc 10 triệu đồng trong thẻ tín dụng và nộp thêm 10 triệu đồng nữa gọi là phí phạt. Mặc dù số tiền này bản thân không hề được tiêu và cũng không biết có sự tồn tại của thẻ tín dụng này hay không. Tuy nhiên, phía ngân hàng không đồng ý mà ép ông phải thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi, khi đó lên tới hơn 110 triệu đồng. Trước sự việc này, từ năm 2017, ông A đã làm đơn khiếu nại về việc ngân hàng không gửi thông báo có dư nợ tín dụng cho khách hàng. Phía ngân hàng cũng có văn bản phúc đáp cho rằng đã gửi thông báo, tuy nhiên đến nay vẫn không chứng minh được đã gửi thông báo theo hình thức nào. Đáng chú ý, khi ông Phạm HA yêu cầu sao kê, thấy có đóng lãi tháng đầu tiên nên đề nghị kiểm tra ai là người đóng lãi và đóng bằng hình thức nào, nhưng ngân hàng cũng không trả lời. Theo ông Phạm HA, trong lần làm việc cuối cùng vào khoảng giữa năm 2022 với đại diện ngân hàng, ông đã đề nghị làm rõ dấu hiệu lừa đảo khách hàng của nhân viên tên Giang và sẵn sàng theo đến cùng để làm rõ sự việc. Một trong những nguyên nhân chính khiến công nhân không dám nhận hỗ trợ thưởng Tết là do lo ngại về việc mở tài khoản mới hoặc sử dụng các dịch vụ tài chính mà họ chưa dùng bao giờ. Đối với nhiều người, những rắc rối pháp lý hoặc tài chính phát sinh từ việc này có thể gây ra nhiều phiền toái hơn là giá trị thực tế của khoản hỗ trợ. Thêm vào đó, việc phải sử dụng số tiền để mua hàng qua các sàn thương mại điện tử cụ thể cũng là một rào cản. Công nhân có thể cảm thấy bị hạn chế lựa chọn và lo lắng về việc không thể mua được những mặt hàng cần thiết cho gia đình trong dịp Tết. Một số công nhân cũng lo sợ về khả năng phát sinh nợ khi sử dụng các thẻ tín dụng hoặc dịch vụ tài chính mà họ không rõ ràng về cách thức hoạt động. Ông Nguyễn Thành Đương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cà Mau thông tin, có một số trường hợp người lao động không có điện thoại thông minh nên họ không dám đăng ký làm thẻ để nhận 300.000 đồng hỗ trợ. Thành phố nhận 345 suất hỗ trợ, trong đó mấy anh em nghiệp đoàn xe ôm gần 100 suất, nhưng đa số họ không xài điện thoại thông minh nên thua không làm được, ông Đương giải thích. Còn bà Lê Thanh Thúy, Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho hay, công đoàn được Liên đoàn Lao động thành phố phân bổ 800 thẻ tín dụng để hỗ trợ công nhân mua sắm qua sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, do thời gian triển khai gấp rút với thủ tục nhiều quá nên một số doanh nghiệp không triển khai được. Công nhân phải cung cấp số điện thoại rồi giấy chứng minh nhân dân nên họ cũng sợ phiền phức. Công nhân thích xài tiền mặt hơn, cần gì thì ghé chợ, siêu thị mua cho tiện, bà Thúy nói. Ông Huỳnh Minh Giới, trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau cũng cho biết, năm nay chuyển đổi hình thức trao quà theo chuyển đổi số nên Cà Mau được phân bổ 2.500 suất, mỗi suất 300.000 đồng. Cà Mau triển khai giai đoạn 1 đã cấp cho người dân khoảng 1.500 suất. Thực tế cho thấy, việc triển khai gặp nhiều khó khăn do một số người nhận là công nhân không có điện thoại thông minh nên không thể kích hoạt tài khoản. Sắp tới, chúng tôi sẽ có ý kiến trong cuộc họp trực tuyến với Tổng Liên đoàn để có hướng giải quyết khắc phục, ông Giới nói. Tương tự, theo thông tin ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng cho hay, ngoài 6.356 suất quà Tết của đoàn viên, người lao động khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng, Sóc Trăng còn được hỗ trợ 2.000 suất, mỗi suất 300.000 đồng, nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động mua sắm hàng hóa. Sau khi mua hàng, giao dịch xong, người lao động có thể hủy thẻ. Còn trường hợp xài hơn số tiền được hỗ trợ 300.000 đồng, nếu người lao động rút tiền mặt thì bị tính lãi. Trước những lo ngại này, cần có sự can thiệp và hỗ trợ từ các cơ quan liên quan để giúp công nhân vượt qua nỗi e ngại khi nhận hỗ trợ thưởng Tết. Các tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, hướng dẫn cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động trong quá trình nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ. Đồng thời, việc tổ chức các buổi tập huấn về sử dụng dịch vụ tài chính và quản lý tài chính cá nhân cũng sẽ giúp giảm bớt mối lo ngại về rắc rối pháp lý hoặc tài chính. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.